sơ tranh đỡ thiếu niên dậy. Nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Dẫn đi, sơ tranh nhìn về phía tô cực. Điện hạ, người này, tô cực không nghĩ tới sơ tranh thật sự sẽ để trước không giết chết Lucy. Đây là một thân vương nha, xử lý sạch sẽ. Tô cực nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Lucy trên đất, hít sâu một hơi, mang Lucy ra ngoài. Còn thập phần chi kỳ đóng cửa phòng lại. Trước không dựa vào người sơ tranh, đại thù đã báo được, hắn hẳn phải vui mừng, hẳn phải được giải thoát, thế nhưng hiện tại hắn chỉ có mờ mịt. Sơ tranh vỗ vỗ lưng chức không? Cô làm sao bây giờ? Thật lâu sau, chức không khàn giọng hỏi. Hà, cô ta là thân vương, giết cô ta, sẽ có phiền phức, hắn không biết rõ quy củ của huyết tộc, nhưng nhìn từ chuyện của các lô lúc trước, thì có thể thấy thân vương không thể tùy tiện xử quyết. Cho dù cô là nữ vương điện hạ cũng không được nhưng cô không thèm để ý chút nào để mình động thủ không có ai biết cô ta ở đây chuyện không ai biết được sao cô có thể thừa nhận chứ hôm nay không hề xảy ra chuyện gì cả cánh tay đặt bên người của chức không nắm chặt đao trên mũi đao còn có máu chảy xuống máu nhỏ xuống nhuộm tấm thảm thành màu đỏ đao đột nhiên rơi khỏi tay hắn hắn vươn tay ôm lấy sơ tranh là lỗi của tôi chức không ôm chặt cô nếu như không phải tôi bọn họ cũng sẽ không chết là tôi hại chết bọn họ người lucy coi trọng chính là hắn không có hắn tộc nhân của hắn vẫn sẽ sống tốt vì sao người chết không phải là tôi thanh âm thiếu niên nghẹn ngào lớp vỏ cứng trên toàn thân giống như tán loạn trong nháy mắt ấy giờ phút này hắn chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi mất đi thân nhân mất đi hết thảy mờ mịt bất lực sơ tranh trầm mặc ôm hắn như có như không vỗ vỗ phía sau lưng hắn một cái. Tôi không còn gì nữa, chính tay đâm chết kẻ thù, là tín niệm duy nhất vẫn luôn trèo chống hắn. Hiện tại hắn chỉ còn lại mờ mịt. Còn em, thanh âm của cô gái mát lạnh, lại đập vào đáy lòng trước không một cách rõ ràng. Thế giới của hắn như tĩnh mịch lại trong khoảnh khắc ấy. Trước không chậm chạp buông sơ tranh ra, hốc mắt hắn ửng đỏ, không còn tận lực ngụy trang thành ông cụ non trầm ổn cảm giác của thiếu niên càng mãnh liệt, càng chọc người động tâm. Hắn không mắt chớp nhìn chằm chằm vào sơ tranh. Hình ảnh thiếu niên nơi đáy mắt sơ tranh, chậm rãi tới gần. Đôi môi nóng bỏng rơi vào khóe môi cô, lông mi hắn hơi run rẩy, nhắm mắt lại, chằn chọc hôn cô. Đôi mắt sơ tranh híp lại, cảm thụ nụ hôn vừa vụng về lại vừa ngây ngô của thiếu niên. Giây lát, cô ôm lấy chức không, thân thể khẽ chuyển, chức không liền tựa vào thư án ào ào sách và đồ trang trí rơi đầy đất răng môi giao triển hô hấp giao hòa nhiệt độ mập mờ trong phòng tăng vọt trước không nằm trên thư án lồng ngực phập phồng không có quy luật đầu hắn có chút nghiêng nghiêng cánh môi đỏ bừng hơi sưng lên cảm giác liếm cắn băng lạnh ướt át trên cổ làm sự mơ màng trong đôi mắt hắn càng ngày càng nặng sơ tranh nhẹ mổ thêm hai lần đột nhiên buông lỏng hắn ra Chức không hơi nghi hoặc nhìn qua, không, không cắn sao, đau, sơ tranh ôm hắn. Anh chịu đựng được, trước không nói, cũng không đau lắm. Chuyện trải qua lần trước, lúc này trước không vẫn còn ký ức mới mẻ. Cảm giác choáng váng và đau đớn khi mất máu, em không đói bụng. Sơ tranh chỉnh lý lại quần áo cho hắn. Hôm nay anh leo tường ra ngoài làm gì, thân thể trước không đột nhiên cứng đờ nhịp tim dường như cũng ngừng đập ở thời điểm này. Hắn sợ thật sự như lời Lucy nói, cô sẽ giao mình ra lần nữa. Dù sao Lucy cũng là thân vương. Còn mình là một nhân loại có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Sơ tranh nắm lấy cầm hắn, hơi nâng lên, khẽ hôn một lát. Bàn tay lạnh băng trượt từ lồng ngực hắn xuống, rơi vào trên đùi hắn, muốn chạy sao, bên ngoài lâu đài cổ đều là huyết tục, anh cảm thấy mình có thể chạy đi đâu nếu như không phải những huyết tộc đó là người của cô thì hắn cũng có thể ra ngoài thế nhưng hắn không ra tay cho nên bị bắt về đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nếu còn có lần tiếp theo chân của mình anh cũng đừng muốn sơ tranh vỗ vỗ chân hắn lui lại một chút hiểu chưa hai tay thiếu niên chống lên thư án hồi lâu mới gật đầu hiểu rồi ngoan tầng hầm của lâu đài cổ điện hạ Tô Cực cung kính kêu một tiếng, đã tỉnh. Ừ, Sơ Tranh mở cửa đi vào. Lucy ngồi trong góc, thần sắc tái nhợt, ngực có vết tích bị thiêu đốt, nhưng cũng không có nhiều trở ngại. Thân vương không giống với huyết tộc bình thường, không dễ dàng giết chết như vậy. Lucy thấy Sơ Tranh vào, không quản đến vết thương trên thân thể, trực tiếp quỳ xuống đất, "Điện hạ, ngài tha cho ta đi, ta biết sai rồi." Hai tay Sơ Tranh đút trong túi, ánh mắt rơi trên người cô ta lucy điện hạ ta thật sự biết sai rồi giọng nói của lucy phát run ngài bỏ qua cho ta sơ tranh rút tay ra ngồi xổm người xuống nhìn thẳng vào lucy tầng hầm lờ mờ phản chiếu gương mặt nữ sinh hơi ám trầm cô hỏi ngươi từng chạm vào hắn chưa lucy lắc đầu không có điện hạ ta không có ngay cả một sợi tóc của hắn ta cũng chưa từng chạm vào Mặc dù là cô ta rất muốn làm gì đó với chức không, nhưng tính tình của người kia quá mạnh, cô ta căn bản không dám. Sợ cuối cùng chỉ nhận được một cỗ thi thể. Cho nên trước không bị cô ta nhốt lâu như vậy, mỗi ngày cô ta ngoại trừ đi xem hắn một chút ra, thì chưa từng làm gì với hắn cả. Sơ Tranh hài lòng đứng dậy. Không chạm qua là tốt rồi. Thẻ người tốt của ta, sao có thể để người khác đụng vào chứ? Điện hạ ngài thả ta điện hạ sơ tranh rời khỏi phòng cô quét mắt nhìn tô cực một vòng không cần ta dạy cho ngươi cách giải quyết chứ tô cực gật đầu đưa mắt nhìn sơ tranh rời đi đáy lòng tô cực thở phào lúc ở trên đảo tử vong hắn đã từng được lĩnh giáo qua thủ đoạn của vị điện hạ này thật sự không biết lúc trước hạ từ và các lô tính kế cô kiểu gì được quá khủng bố tô cực thừa dịp ban đêm mang lucy ra khỏi tầng hầm kết quả vừa mới đi ra liền thấy tô lê đứng ở cách đó không xa không biết cô ấy đang nhìn cái gì nghe thấy âm thanh quay đầu nhìn qua tô lê cứng đờ ở bên kia thân thể bắt đầu phát run dáng vẻ của tô cực lúc này cực kỳ giống bộ dạng lúc mới ăn xong còn mang theo thi thể tiểu tô lê xoay người chạy tô cực tô cực sợ bị người phát hiện lucy chết ở chỗ này nên không đuổi theo tô lê được nhanh chóng mang thi thể lucy ra ngoài xử lý thân vương không dễ giết thi thể cũng không dễ xử lý sơ ý một chút thì có thể có hiện tượng xác chết vùng dậy như chơi cho nên chờ tô cực xử lý tốt trở về thì đã là hai ngày sau hắn lập tức đi đến phòng tô lê tô lê nằm ở trên giường nửa cái đầu chôn trong chăn chỉ lộ ra một nửa gương mặt đỏ bừng vô cùng đáng yêu tô cực giơ tay chọc chọc Tô Lê bất mãn xoay người, mơ mơ màng màng trông thấy một bóng người đứng bên giường. Một giây sau, a, à, Tô Lê ôm chăn lăn xuống đất, co lại bên giường, anh đừng ăn tôi. Tôi không thể ăn, Tô Cực, ai muốn ăn cô, cô đừng có tự mình đa tình, anh không ăn tôi, thì chạy đến phòng tôi làm gì. Tô Lê không tin, ta, Tô Lê thoáng nhìn ra cửa, ôm chăn lao ra như đạn pháo trốn ra phía sau sơ tranh đang đi ngang qua hành lang. Điện hạ, cứu mạng, tô cực muốn uống máu của tôi. Điện hạ ta không có, tô cực lập tức thanh minh cho mình. Anh không muốn uống máu của tôi, thì chạy đến phòng tôi làm gì? Tô lê rụt rè cáo trảng. Tô cực, hắn chính là đến xem. Trước đó tôi còn trông thấy anh. Trông thấy anh, tô lê run lẩy bẩy. Chắc chắn là anh muốn cắn tôi. Tôi tình nguyện cho điện hạ cắn, cũng không cho anh cắn, Tô Cực, Sơ Tranh, ta chỉ đi ngang qua. Liên quan quái gì đến ta, ta cũng không muốn cắn ngươi. Sơ Tranh nhìn Tô Cực một chút, ngươi đừng vào phòng cô ấy nữa. Tô Lê lập tức đắc ý với Tô Cực. "Vâng, điện hạ." Tô Cực cung kính đáp, sau đó hướng về phía Tô Lê lộ ra hai hàm răng trắng, cười xấu xa. Không vào phòng thì không vào phòng. Hắn còn có những biện pháp khác. Tô Lê Tô Lê nuốt một ngụm nước bọt, ôm chặt chăn mền, nhắm mắt theo đuôi đuổi theo sơ tranh. Kiên quyết không lạc đàn, tô cực là ma quỷ. Hạ từ và các lô đang bị nhốt, huyết tộc dưới tay các lô muốn cứu bọn họ ra ngoài, nhưng Bruno trông coi đến kín mít không chút kẽ hở. Căn bản không cứu được bọn họ. Không chỉ như thế, người của các lô ở bên ngoài còn không ngừng bị Bruno chèn ép. Không biết bị nhốt bao nhiêu ngày chờ hạ từ tỉnh lại lần nữa, thì phát hiện mình đang nằm trên bờ cát. Các lô ở ngay cách đó không xa. Hạ từ lắc lắc đầu có chút đau đớn, dùng cả tay chân bò đến bên người các lô. Đại nhân, đại nhân, ngài không sao chứ, hạ từ lay các lô tỉnh lại. Đây là nơi nào, hạ từ nhìn xung quanh một chút, cũng không rõ ràng lắm, không biết, lúc em tỉnh lại thì đã ở chỗ này. Mây đen trên đỉnh đầu đột nhiên tản ra, ánh nắng xuyên qua mây đen, rơi xuống bờ cát. Hạ từ giật mình, vội vàng đỡ các lô đứng dậy, lảo đảo nghiêng ngã tìm chỗ thoáng mát. Hạ từ và các lô dùng hơn nửa ngày, mới biết được lúc này bọn họ đang ở trên đảo tử vong. Sao bọn họ lại đi lên được? Ai đưa bọn họ đến đây? Hoàn toàn không có đầu mối. Các lô còn phát hiện mình không cách nào sử dụng được lực lượng. Đi vào bên trong nhìn xem. Hạ Từ đỡ các lô đi vào chỗ sâu. Sạt sạt sạt, trong bụi cỏ có âm thanh. Hạ Từ và các lô đồng thời dừng lại. Ái, ánh mắt sắc bén của các lô quét về phía bụi cỏ. Một con huyết tộc chậm rãi xuất hiện. Trông thấy huyết tộc, các lô ngược lại thở phào, "Ta là thân vương các lô, các ngươi..." Các lô còn chưa nói hết rồi, con huyết tộc kia bỗng nhiên nhào về phía các lô. Một con huyết tộc, hai con huyết tộc huyết tộc trong rừng càng ngày càng nhiều bọn chúng công kích các lô và hạ từ nhưng cũng chẳng muốn lấy mạng bọn họ các lô và hạ từ chật vật chạy trốn vất vả lắm mới né tránh được những huyết tộc đó hạ từ che lấy cánh tay bị huyết tộc cào bị thương đại nhân việc này nhất định có liên quan tới sơ tranh đào tử vong huyết tộc hết thảy những thứ này đều giống y như đúc so với chuyện lúc trước cô ta an bài đến ngay cả chuyện các lô không cách nào sử dụng được sức mạnh cũng giống như lúc ban đầu bọn họ đối phó với cô có thể thần không biết quỷ không hay đưa bọn họ tới nơi này chỉ có nữ vương điện hạ mới làm ra được thần sắc các lô âm trầm đại nhân chúng ta có thể rời khỏi nơi này không hạ từ có chút lo lắng toàn bộ hy vọng đều ký thác lên người các lô bên ngoài đảo tử vong đều là cá mập lực lượng của ta không thể sử dụng được không có cách nào rời đi sắc mặt hạ từ tái nhợt đại nhân vội cái gì các lô hừ lạnh trời không tuyệt đường sống của con người hạ từ lập tức không dám lên tiếng các lô liếc cô ta một cái vết máu trên cánh tay khiến cho ánh mắt các lô trở nên ám trầm y kéo hạ từ qua đẩy tóc nơi cổ cô ta ra cắn một cái xuống ở trên đảo đồ ăn khan hiếm còn có huyết tộc tùy thời mà động hạ từ tìm được trên vách núi một chút đồ ăn miễn cưỡng có thể nhét đầy bao tử hạ từ bị các lô hút máu hai lần không được bổ sung dinh dưỡng tốt nên sắc mặt cực kém hai người tựa như chó nhà có tang bị huyết tộc đuổi đến không còn chỗ tránh né sơ tranh các lô nện một quyền lên tảng đá đại nhân hạ từ kêu một tiếng có phải chúng ta không thể rời khỏi nơi này không một cái đảo tử vong cũng có thể ngăn cản được ta sao bọn họ mất tích lâu như vậy, sao huyết tộc không hề có chút phản ứng nào. Các lô không tin sơ tranh có thể làm cho đám người kia đồng ý, ném bọn họ tới đảo tử vong. Các lô không tìm được biện pháp rời đi, liền có ý đồ thu phục huyết tộc trên đảo tử vong. Nhưng mà huyết tộc trên đảo tử vong, ai cũng mặc xác y, trạng thái thân thể của hạ từ càng ngày càng kém, các lô không uống được nhiều máu, liền lộ ra phá lệ táo bảo. Ngay cả ngủ say y cũng không làm được luôn có huyết tộc tới tìm y, chơi đùa đến mức y không thể không đổi chỗ. Đại nhân, các lô túm lấy hạ từ, lộ ra răng nanh sắc bén. Hạ từ dãy rùa, trên mặt gầy đi trông thấy, nhìn qua có chút dữ tợn. Hạ từ cầu khẩn, đại nhân, nếu tiếp tục như vậy em sẽ chết. Không phải em nói, đi theo ta không hối hận sao? Các lô bóp lấy cổ hạ từ, em nguyện ý vì ta mà nỗ lực hết thảy, đây không phải là lời em từng nói với ta sao? Đại nhân, không cần, hạ từ hoảng sợ. Các lô vẫn cắn lên cổ cô ta. Các lô hút hai ngụm, hương vị không tốt, huyết dịch cũng không nhiều. Y táo bạo đẩy hạ từ ra, đạp loạn lên đống đồ vật bên cạnh một trận. Y muốn giết sơ tranh, giết cô, y là thân vương, sao cô có thể làm vậy với mình? Thân thể hạ từ suy yếu, thấy các lô không chú ý tới mình lập tức chuyển đi sang bên cạnh bây giờ hạ từ thật sự hối hận rồi vì sao cô ta lại đi đến con đường này đúng là lần kia mình thử dò hỏi cô có nguyện ý chuyển đổi mình thành huyết tộc không thế nhưng cô ấy nói hạ từ ngươi là nhân loại nha cô ấy còn dùng ánh mắt như thể muốn nói ta chỉ muốn tốt cho ngươi nói với cô ta cô ta là nhân loại đúng vậy cô ta là nhân loại nếu như không phải huyết tộc bắt cô ta đến thì tại sao cô ta lại ở chỗ này cô ta nhìn thấy một con đường khác thế nhưng cô ấy lại nói với mình cô ta là nhân loại nhân loại thì tính là gì sinh mệnh của nhân loại ngắn ngủi cỡ nào cô ta muốn giống như huyết tộc có được sinh mệnh vĩnh hằng thế nhưng vì sao vì sao lại biến thành thế này hạ từ ngươi cũng muốn vứt bỏ ta sao đỉnh đầu hạ từ đột nhiên tối sầm lại gương mặt âm trầm của các lô xuất hiện trong tầm mắt cô ta. đại nhân, em không có hạ từ theo bản năng lắc đầu. lúc này cảm giác các lô đem đến cho cô ta rất đáng sợ. vậy em muốn đi đâu? các lô ôm lấy cô ta, ánh mắt y bỗng nhiên dịu dàng xuống. không nên chạy loạn, nơi này rất nguy hiểm. hạ từ hoàng sợ nhìn các lô, không dám phản kháng. năm đó hạ từ nghe xong câu nói kia liền kiếm cớ rời đi không biết phía sau còn có một câu nhân loại chuyển đổi thành huyết tộc xác suất thành công chỉ có một phần một trăm ngàn trong một trăm ngàn người có một người có thể chuyển đổi thành công huyết tộc cho rằng nhân loại là sinh vật cấp thấp không xứng được bọn họ chuyển đổi nhưng nguyên nhân quan trọng hơn là bởi vì xác suất chuyển đổi thành công quá thấp bằng không thì lấy dã tâm của huyết tộc đã sớm để huyết tộc chuyển đổi nhân loại thành huyết tộc thống nhất thế giới của nhân loại dù sao huyết tộc cấp thấp trong huyết tộc cũng không ít kỳ thật huyết tộc cũng không để ý lắm nhiều thêm một chút huyết tộc cấp thấp cũng chẳng sao đáng tiếc hạ từ vĩnh viễn sẽ không biết điện hạ trên đảo tử vong đã an bài xong cả rồi tô cực báo cáo với sơ tranh động tĩnh của các lô và hạ từ bên kia đắc tội với điện hạ thật là thảm nha trước tiên điện hạ sắp xếp người cướp hai người này ra ngoài cho nên coi như huyết tộc phát hiện cũng sẽ nghĩ theo hướng các lô và hạ từ được người cùng phe cứu đi, mà không phải bị Sơ Tranh ném lên đảo tử vong. Quá thảm rồi. Sự thật chứng minh, không thể đắc tội với Điện hạ. Sơ Tranh ư ừ một tiếng. Tô Cực lại nói chuyện gần đây, sau đó lui ra khỏi phòng. Ở bên ngoài phòng đụng vào Bruno. Bruno thấy tên ắt con này, liền giận sôi máu. Rõ ràng ông ta mới nên là người tâm phúc bên cạnh Điện hạ sao lại biến thành tên nghiệp chướng này? Tô cực nhìn thấy lão già họm hẹm cũng rất khó ở, hai người vừa nhìn nhau đã thấy ghét, mỗi người hừ lạnh một tiếng, rời đi theo phương hướng ngược nhau. Bruno đi được một đoạn, mới nhớ tới mình đến tìm nữ vương điện hạ. Tức giận đến suýt giơ chân, trước không ngồi bên cửa sổ, lau cây đao kia của hắn. Ngoài cửa sổ hoa tường vi quấn quanh nở rộ, đón gió rêu rao, tươi đẹp ướt át. Thiếu niên áo trắng, giống như tinh linh trong hoa, xinh đẹp như bức họa, khiến cho người ta không thể rời mắt. Sau lưng trước không đột nhiên mát lạnh, có người ôm lấy hắn từ phía sau. Hắn để đao xuống, đẩy đao ra xa một chút, điện hạ. Ừ, hắn gọi một tiếng, sau đó liền lâm vào trầm mặc. Sơ Tranh ôm lấy hắn, nhìn về nơi xa xa. Hình ảnh hai người tĩnh mịch, vô cớ lộ ra mấy phần ấm áp trước không nhìn lên cánh cửa thủy tinh bên cạnh, nhìn thấy cái bóng của bọn họ trùng điệp dung hợp lại với nhau, đáy mắt bỗng có chút gợn sóng. Thật lâu sau, người đứng phía sau đột nhiên hỏi, năm nay anh bao nhiêu tuổi, trước không rũ mắt xuống, 17. Sinh nhật khi nào, trước không nhíu mày, 16 tháng 10. Còn nửa năm nữa, cái gì, không có gì. Sơ tranh hôn hôn cổ hắn, trước không cho là cô muốn cắn mình, nghiêng nghiêng đầu để cần cổ thon dài trắng nõn lộ ra. Kết quả cô chỉ hôn một lúc, sau đó liền buông hắn ra. Anh còn có chuyện gì muốn làm nữa không? Trước không ngước mắt, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cô. Hắn còn có chuyện gì muốn làm, có lẽ là không có nữa. Tín niệm trèo chống hắn sống đến tận giờ phút này chỉ là báo thù mà thôi. Trước không lắc đầu, không có. Vậy về sau anh theo em đi, không phải hỏi ý kiến của hắn, mà là quyết định thay hắn. Đầu ngón tay trước không siết chặt, trên móng tay mất đi huyết sắc, trở nên tái nhợt. Ngoài cửa sổ, gió thổi làm cánh hoa tường vi bay lên không trung, rồi rơi xuống bệ cửa sổ. Trước không buông ngón tay đang siết chặt ra, thanh âm khô khốc nói: "được. Cô báo thù cho mình. Hắn báo đáp cô, dùng thân thể trước không dỗi tay ôm lấy. Cô chủ động hôn cô." sơ tranh đặt hắn lên bệ cửa sổ, hôn hắn trong sắc hoa tường vi nở rộ. Ánh nắng dần dần mạnh liệt, trước không kéo cô, qua bên kia đi. Sơ tranh đứng dậy, ôm hắn xuống, kéo màn cửa lên, xuống dưới ăn sáng. Dệt không hơi sửng sốt, bụng ục ục kêu hai tiếng, hắn mới có hơi quẫn bách tránh khỏi cô, rời khỏi gian phòng trước cô một bước. Trước không, tô cực nhìn trước không nhanh chóng xuống lầu, kỳ quái cào tóc đỏ. Điện hạ, ngài dậy rồi à, tô cực thấy sơ tranh ra, nhanh chóng xuất ra nụ cười chân cho cũng không biết giờ làm việc và nghỉ ngơi của điện hạ sao lại quỷ dị như vậy đêm hôm khuya khoát đi ngủ, ban ngày hoạt động. Hiện tại giờ làm việc và nghỉ ngơi của toàn bộ lâu đài cổ, đều phải giống như cô. Nhưng chuyện này đối với huyết tộc mà nói, quả thật là một khảo nghiệm rất lớn nha. Chuyện gì? À, hôm qua ta từng nói với ngài rồi, các thân vương nói muốn tổ chức yến hội cho ngài cho ta đúng vậy lần này ngài trở về còn chưa tổ chức yến hội đâu dù sao huyết tộc không có việc gì làm liền thích tổ chức yến hội gì đó nữ vương rời đi tổ chức yến hội nữ vương trở về tổ chức yến hội nữ vương không vui tổ chức yến hội nữ vương vui cũng tổ chức yến hội yến hội của huyết tộc cũng không có gì ngoài vui chơi giải trí nhảy một bản nhạc trò chuyện thường ngày rồi chia sẻ chút kinh nghiệm hút máu đối mặt với đông đảo huyết tộc như thế chức không rất không tự nhiên đặc biệt là những ánh mắt rơi vào người hắn giống như mang theo đao đó là ai thế dáng dấp thật đẹp không nhìn thấy hắn đến cùng ai người mới tới của học viện bên kia không thể nào dạng cực phẩm thế này sao không có ai muốn được nếu không ngươi thử đi hỏi người bên trên một chút sao ngươi không đi nhóm huyết tộc xô so xô so đẩy đẩy, nhưng không ai thật sự dám đi lên phía trước. Chính như câu nói vừa rồi, dạng cực phẩm thế này, sao không có ai muốn được. Loại người này, tất nhiên đã có chủ. Trước không tìm kiếm sơ tranh trong đám người, nhìn thấy cô bị người vây quanh, trong thời gian ngắn không đi được, đành phải đi vào trong góc ngồi. Cố gắng tránh khỏi những ánh mắt làm cho người ta không thoải mái kia. Này, đầu Tô Lê xuất hiện từ trong góc con ngươi linh động quay tròn chuyển loạn, nơi này thật nhiều huyết tộc, cậu có sợ không? Trước không liếc nhìn cô ấy một cái. Cô ấy ngồi xổm trong góc khuất, nhìn qua giống y như một cây nấm. Trước không lắc đầu, hắn không sợ huyết tộc, hắn chỉ không thích ánh mắt huyết tộc nhìn hắn, giống như nhìn hàng hóa, thế nhưng cô không phải. Trước không nhớ ánh mắt khi cô nhìn mình, mặc dù băng lãnh không có bất kỳ tình cảm gì, nhưng đây không phải là ánh mắt nhìn hàng hóa và cũng không trộn lẫn bất cứ dục vọng gì, rất sạch sẽ trong suốt. Tôi rất sợ, Tô Lê nắm lấy cái ghế bên cạnh trước không, cầm gác lên thành ghế. Tôi vốn không phải đến, đều do tên khốn kiếp Tô Cực kia. Tô Cực thích cô, trước không bỗng nhiên nói. Tô Lê trừng mắt nhìn. Vài giây sau, cô ấy lại chớp chớp mắt. "Cậu, cậu đừng nói giỡn, hắn chính là muốn uống máu của tôi, tôi ở trong mắt hắn chính là một kho máu di động." hắn là một huyết tộc máu lạnh tô lê tức giận phản bác tô lê vừa phản bác xong tô cực liền đi tới tiểu khả ái tới đây tô lê bị kinh sợ ôm chặt tay vịn tôi không anh đi ra tiểu khả ái nơi này nhiều huyết tộc như vật cô không sợ sao tô cực lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ đi theo ta sẽ an toàn hơn so với cô đợi ở chỗ này điện hạ che chở cô nha ta nào dám làm gì với cô đúng không nào Tô Lê, Tô Lê nhìn xung quanh một vòng, lại nhìn chức không một cái. Mặc dù chức không là nhân loại, nhưng cũng không thích phản ứng với cô ấy. Tiểu Khả Ái, cô nhìn bên kia đi, những huyết tộc đó đã nhìn chằm chằm cô rất lâu rồi. Cuối cùng Tô Lê vẫn bị Tô Cực vừa lừa vừa gạt, vừa đe dọa vừa dụ dỗ mang đi. Trong góc chỉ còn lại mình chức không. Huyết tộc đều máu lạnh, nhưng cũng sẽ có những người không giống trước không nhìn sang phía sơ tranh bên kia. Có mấy huyết tộc đứng bên cạnh sơ tranh, mà ở phía trước cô, có mấy nhân loại đang đứng theo thứ tự, nam nữ đều có, tuổi trẻ mỹ mạo. Hắn không nghe được bọn họ đang nói gì, nhưng trước không có thể đoán được. Mấy người kia đều để cho cô chọn lựa, xin chào. Tầm mắt trước không bị ngăn cản. Huyết tộc thân sĩ yêu nhã đứng ở trước mặt hắn, trên khuôn mặt tuấn Mỹ mang theo nụ cười. Có thể ngồi không? trước không rời ánh mắt, không thể. Huyết tộc nhíu mày, ngươi đến cùng ai, trước không nhìn về phía sơ tranh bên kia. Huyết tộc nhìn theo ánh mắt hắn, bởi vì chỗ gã đứng, vừa vặn nhìn thấy Bruno. Thần sắc của huyết tộc càng thêm dễ dàng, Bruno là cha ta. Ngoặc kép, điện hạ, xảy ra chuyện rồi. Tô cực đi đến bên người sơ tranh, hạ giọng nói một câu. Sơ tranh rời khỏi đám người, khi Tô Cực đi ngang qua Bruno, không rõ ý vị nói, "Phụ thân đại nhân, ngài cũng tới đi." Bruno, góc khuất của yến hội. Trước không ngồi trên ghế, đao trong tay chảy máu, ánh mắt vừa hung ác lại vừa đề phòng. Một huyết tộc che cánh tay đứng ở chính giữa, sắc mặt tái xanh. Mấy huyết tộc đứng ở giữa hai người, vừa vặn ngăn cách hai người bọn họ. "Phụ thân đại nhân." Huyết tộc thấy Bruno lập tức lên tiếng nhân loại này thật to gan, hắn cũng dám, bốp, Bruno tát một cái lên mặt gã. Huyết tộc không thể tin nhìn Bruno. Phụ thân đại nhân, hỗn trướng. Bruno mắng to một tiếng. Sơ tranh không nhìn bọn họ, mà đi qua phía trước không. Thiếu niên thấy cô, buông đao ra, chủ động ôm lấy cô. Hắn nghiêng mặt, lộ ra một con mắt. Con mắt màu đen, lắng động hắc ám vô biên không bến bờ lúc này con mắt kia đang nhìn chằm chằm vào gã ánh mắt kia làm huyết tộc dùng mình một cái vừa rồi cũng là như thế này gã còn chưa làm gì với hắn hắn đột nhiên lấy ra một thanh đao kỳ quái đâm gã bị thương sơ tranh kéo tay hắn ra ngồi xổm người xuống ngửa đầu nhìn hắn hắn làm anh bị thương sao chức không lắc đầu vậy đụng phải anh rồi chức không nhấp môi dưới chỉ vào ống tay áo mình đụng phải tay áo anh sơ tranh nhìn một chút không có việc gì điện hạ tên khốn này không biết vị này chính là người ngài mang đến bruno túm lấy tên huyết tộc kia còn không nhận sai điện hạ ta không cần sơ tranh cầm tay chức không giữa hai đầu lông mày tràn đầy đạm mạc giống như cũng không để ý đến chuyện này đáy lòng bruno tràn đầy kỳ quái sao hôm nay điện hạ lại dễ nói chuyện như vậy huyết tộc kia thở phào gã đã nói mà làm gì nghiêm trọng như thế không phải chỉ là một nhân loại thôi sao? Đáy lòng chức không hơi hơi trầm xuống. Sao cô có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này, mà cùng huyết tộc huyên náo đến không thoải mái được chứ? Sơ tranh đỡ chức không đi ra ngoài, chức không không có bất kỳ phản kháng gì, bị cô ôm lấy rời đi. Tô cực đi theo sơ tranh ra ngoài. Bruno trừng mắt nhìn huyết tộc, ngươi làm chuyện tốt rồi đấy, không phải điện hạ không truy cứu sao. Huyết tộc lơ đễnh, ngài chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà đánh con điện hạ hiện tại nhìn không thấu ta cũng không thể phớt lờ ngay cả người của điện hạ mà người cũng dám động đến ta thấy người ăn gan hùm mật gấu rồi con làm sao biết hắn là do điện hạ mang đến huyết tộc không phục người phụ thân đại nhân huynh trưởng tô cực mang theo mấy huyết tộc trở về tô cực bruno thu liễm vẻ giận dữ vừa rồi điện hạ có nói gì không trên gương mặt em bé của tô cực mang theo ý cười điện hạ nói bàn tay nào của huynh trưởng đụng vào hắn liền để lại cánh tay đó nhìn vào phần tình cảm của chúng ta trong quá khứ huynh trưởng có thể tự mình chọn một cánh tay ta sẽ không nói cho điện hạ biết Bruno huyết tộc chấm chấm hoặc kép chấm trước không dựa vào sơ tranh nhìn cảnh sắc lui lại ngoài cửa xe sơ tranh cởi áo khoác của hắn không vui không dám điện hạ trước không mệt mỏi đáp Hắn đụng phải anh, em đã bảo Tô Cực chém một cánh tay của hắn, anh còn không hài lòng. Vậy em bảo Tô Cực giết chết hắn? Trước không sửng sốt một chút, hóa ra cô bảo Tô Cực trở về là vì chuyện này sao? Đáy lòng của hắn lập tức xẹt qua một trận ấm áp. Cả trái tim cũng được sự ấm áp lấp đầy. Sơ Tranh định gọi Tô Cực, trước không liền vội vàng kéo cô. Anh không phải, em đừng, xin lỗi anh cho rằng em không để ý chuyện huyết tộc khác đụng vào anh. Anh là của em, ai cũng không thể chạm vào. Trước không ngước mắt, thiếu niên vươn tay, sờ lên gò má cô, lòng bàn tay chậm rãi di động, giống như đang miêu tả. Băng lãnh và nóng bỏng xen lẫn. Xe dừng lại, thiếu niên giống như chấn kinh rút tay về. Sơ tranh xuống xe, ôm hắn trở về, đặt trên chiếc giường rộng lớn, trong hoàn cảnh hắc ám, chỉ có tiếng hít thở lúc nặng lúc nhẹ của thiếu niên. Trước không đột nhiên chống đỡ bà vai Sơ Tranh, "Em sẽ có những nhân loại khác sao? Hả? Em còn có thể cùng những nhân loại khác làm chuyện như vậy không?" Dệt không hỏi rất nghiêm túc. "Sẽ không. Cũng sẽ không uống máu của người khác sao? Sẽ không." "Vậy trước kia em từng có chưa?" "Không có. Cũng chưa từng uống máu của người khác." Sơ Tranh chống thân thể dậy, "Em là huyết tộc, cần máu." hô hấp của thiếu niên có chút ngưng trệ một lát sau hỏi từng uống giống như thế sao sơ tranh thế nào như lần trước không có sơ tranh có chút phiền em có thể hôn chưa tâm tình của chức không rất tốt gật đầu ừ chức không nằm ở trên giường áo sơ mi trượt xuống đến đầu vai lộ ra một mảng lớn da thịt và cái cổ thon dài vì sao em không uống hắn hỏi người bên cạnh từ sau lần kia cô không uống máu của hắn nữa. Hắn có thể cảm giác được, cô rất muốn cắn, thế nhưng cuối cùng cũng đều không cắn, nhiều nhất là để lại dấu răng thôi. Sơ tranh kéo hắn lại ôm lấy, em không đói bụng. Thiếu niên khẽ động, áo sơ mi trượt đến khuỷu tay. Anh không sợ đau, em cắn đi, thiếu niên chủ động đưa cổ của mình ra. Sơ tranh che hắn lại, đi ngủ. Trước không dày vò thêm một hồi sau khi phát hiện sơ tranh thật sự không có ý định cắn mới dần dần an tĩnh lại hắn nằm trong ngực sơ tranh thân thể cô băng lãnh không nghe được nhịp tim huyết tộc có trái tim nhưng sẽ không đập bọn họ tựa như một cỗ thi thể con trường của bruno đắc tội với điện hạ bị chém đứt một cánh tay hơn nữa còn không cho phép tái sinh từ nay về sau chỉ có thể dùng cánh tay cụt đi gặp người chuyện này cấp tốc lan truyền trong huyết tộc ban đầu còn không biết nguyên nhân là vì sao. Nhưng rất nhanh liền có tin tức truyền ra, là bởi vì động đến một nhân loại bên cạnh Điện Hạ. Nhân loại kia là cấm khu của Điện Hạ. Đừng nói là chạm thử, chỉ cần nói một câu thôi, nếu bị phát hiện đều sẽ bị trừng phạt. Sơ tranh sủng ái một nhân loại như thế. Nhóm huyết tộc ngồi không yên. Chuyện của Hạ Từ, còn chưa cho Điện Hạ một bài học xương máu sao, lại còn dám sủng ái một nhân loại như thế. Nhưng mà nhóm huyết tộc còn chưa lo lắng xong chuyện này, liền phát hiện điện hạ không chỉ sủng ái nhân loại này, mà chính là hoàn toàn xem người này như vương phu. Trong lịch sử của huyết tộc, làm gì có tiền lệ nhân loại làm vương phu? Nhóm huyết tộc dồn dập liên danh kháng nghị. Thư kháng nghị bày đầy, đầy bàn của sơ tranh. Sơ tranh cũng chẳng muốn nhìn. Bọn họ không thích anh, trước không nhìn thấy những lá thư kháng nghị kia. Bọn họ đều phản đối, em không lo lắng sao? sợ cái gì? Tạo phản. Sơ tranh mặt lạnh lùng, em rất chờ mong bọn họ tạo phản. Vị trí nữ vương này, ta còn chẳng thích ngồi đâu. Nếu ai tạo phản, ta giúp hắn. Nhưng mà không hề có. Cũng không phải mỗi huyết tộc có suy nghĩ. Đều giống như các lô, thật sự dám bước đến bước đường kia. Người nói xem có tức chết người ta không? Em thật sự muốn lập anh làm vương phu. Chuyện này chứ không chưa từng nghe cô nói qua. Nhưng bây giờ bên ngoài đều nói như vậy. Anh có ý kiến, ta cũng không nghĩ tới việc này, quỷ mới biết sao bên ngoài lại bắt đầu truyền loạn, nhưng chuyện này đương nhiên không thể nói ra được, bằng không thì mất mặt lắm. Điện hạ, chức không không dám." Khóe miệng thiếu niên có ý cười. Mặc kệ huyết tộc phản đối như thế nào, Sơ Tranh cũng không hề dao động. Huyết tộc tức giận đến giơ chân, chọn huyết tộc trẻ đẹp trong huyết tộc, đưa đến chỗ Sơ Tranh bên này lúc đầu sơ tranh còn rất hòa khí, từ đâu tới thì về lại nơi ấy. Sau đó cô bị làm cho bực bội, treo mấy người này ở bên ngoài cả mấy ngày. Tàn bạo cực kỳ, thế là tiếp theo, không có huyết tộc nào nguyện ý đi nữa. So sánh một chút, chức không liền được không ít huyết tộc hâm mộ. Một nhân loại, mà có thể được nữ vương yêu ái đến mức này. Rốt cuộc chức không cũng chỉ là một thiếu niên, không có thù hận đè nặng trên người. Tâm tính của hắn tựa hồ lại trở về tuổi niên thiếu. Cả người nhìn qua đều sáng sủa hơn không ít, cũng càng thêm đẹp, 16 tháng 10. Toàn bộ lâu đài cổ đều lộ ra sự vui mừng hớn hở. Hôm nay là sinh nhật chức không, cũng là ngày đại hôn của Sơ Tranh và chức không. Trải qua hơn nửa năm rằng co, huyết tộc thỏa hiệp. Vương phu là nhân loại đầu tiên trong lịch sử sắp sinh ra. Hôn lễ của huyết tộc cũng không phức tạp lắm sơ tranh cảm thấy nó còn tùy ý hơn nhiều so với hôn lễ của nhân loại. Điện hạ đâu, vừa rồi còn ở đây, tô cực, điện hạ đâu, tìm điện hạ làm gì? Chính các ngươi không chơi được à? Tô cực ngăn những người đi tìm điện hạ khắp nơi lại. Điện hạ cũng thế, không thể chờ thêm một chút sao, đám người này còn chưa đi mà. Lúc này sơ tranh bị người tìm khắp nơi, đang ở trong phòng. Trước không ở bên cạnh thay quần áo, vừa rồi không cẩn thận làm bẩn. Áo đuôi tôm màu trắng bị hắn cởi ra, chỉ còn lại áo sơ mi bên trong. Trước không tìm trong tủ quần áo một bộ đồ có thể thay được, vừa mặc vừa đi đến bên cạnh sơ tranh. Được rồi, xuống dưới, chữ, đi, còn chưa nói xong, trước không liền bị sơ tranh kéo, ngã về trên chiếc giường lớn phía sau. Trước mắt trước không nhoáng lên một cái, thân thể bị đè ở phía dưới. Điện hạ, không chịu nổi nữa, đầu ngón tay sơ tranh phất qua vạt áo hắn lòng bàn tay lạnh bút cọ lên làn da trước không giật mình một cái điện hạ em rất đói đã lâu lắm rồi cô chưa được ăn uống gì Trước không trước không hơi khẩn trương hai tay sơ tranh trống ở hai bên bả vai hắn ánh mắt rơi trên gương mặt hắn nửa ngày không có động tĩnh sơ tranh có chút sầu muộn tô cực nói phải giao phối mới không thống khổ như vậy cho nên là cắn trước hay là giao phối trước, có cần đi xuống hỏi tô cực một chút không? Hô hấp của chức không lộn xộn, hắn giơ tay lên, cởi bỏ nút áo sơ mi. Ngón tay thon dài trắng nõn, chậm rãi cởi nút áo, hình ảnh kia vô cùng đẹp mắt. Nút áo cuối cùng rơi xuống, áo sơ mi trượt ra, lộ ra lồng ngực của thiếu niên. Mặc quần áo vào nhìn có vẻ tinh tế gầy yếu, nhưng cởi quần. Áo ra mới biết dáng người thật đẹp, đường cong vân ra trôi chảy, khi hô hấp lồng ngực có chút phập phồng hắn giơ tay lên ôm cổ sơ tranh chủ động đưa đôi môi lên trong căn phòng hắc ám chỉ còn lại âm thanh mập mờ sơ tranh đè lên thiếu niên trong cổ họng hắn thỉnh thoảng tràn ra một tiếng rên rỉ cực nhẹ sơ tranh hôn hôn khóe miệng hắn từ cằm chậm chạp rơi xuống cổ em cắn hô hấp của chức không hơi ngừng lại ôm sát cô sau khi đưa chính mình đến nơi càng sâu hơn chậm rãi gật đầu ừ sơ tranh kéo áo sơ mi xuống cắn cổ chức không âm thanh rất nhỏ khi răng nanh đâm rách làn da cô cũng nghe thấy được máu tươi tràn vào hương vị thơm ngọt đánh thẳng vào vị giác cảm giác nhói nhói làm thân thể chức không run rẩy một chút sơ tranh ôm hắn xoay người để chức không ở phía trên có thể động không chức không không lên tiếng chỉ chậm rãi động đau đớn và khoái cảm kích thích thần kinh hắn đầu óc hơi choáng, giống như dẫm lên đám mây mềm mại, rồi bỗng nhiên rơi xuống, ngã vào trong biển, lại bị sóng biển đưa lên không trung. Sơ tranh ăn uống no đủ, tinh thần tốt đến mức có thể đến thêm mấy lần. Đáng tiếc trước không không được. Mất máu dẫn đến hiện tại hắn chẳng muốn nhúc nhích tí nào, cả người đều mềm mại như bông, giống như một con mèo nhỏ cuộn tròn lại. Sơ tranh kéo người lại, khó chịu, vẫn tốt, thanh âm của chức không thấp, không khó chịu như lần trước lần trước mất máu dẫn đến choáng váng và đau đớn nhưng lần này không giống muốn ăn gì đó không một hồi lâu sau chức không nhẹ gật đầu sơ tranh sắp xếp kỹ cho hắn mặc quần áo vào xuống dưới lấy đồ ăn cho hắn phía dưới đã tản ra toàn bộ lâu đài cổ lộ ra vẻ yên tĩnh khi sơ tranh đi đến gian phòng của tô lê nghe thấy giọng nói mơ mơ màng màng của tô lê cửa không khóa chặt Sơ tranh nhìn hai bên một chút, lén lén liếc một cái. Không phải ta muốn nhìn lén, là cánh cửa này không khóa. Gian phòng có chút tối, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hai bóng người. Một phút đồng hồ sau, sơ tranh điềm nhiên như không có việc gì đi xuống lầu. Tật xấu không thích đóng cửa này của tô cực phải đổi, để sáng mai nói với hắn. Trước đó sơ tranh đã phân phó để phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho nên cô chỉ xuống dưới lấy đồ ăn rồi đi lên lầu. Khi đi ngang qua gian phòng của Tô Lê, phát hiện cửa phòng đã bị đóng lại. Ai, một tiếng, ai, này, ta thật đúng là không biết tiểu tỷ tỷ đang thở dài cái gì. Sơ tranh mở đèn, đặt đồ ăn ở bên cạnh, sau đó đỡ thiếu niên dậy. Áo sơ mi trên người thiếu niên nhăn rúm gió, hai cúc áo cải lung tung, chẳng những không có tác dụng che đậy, mà ngược lại còn nhiều hơn mấy phần dụ hoặc sơ tranh nhịn không được hôn hắn. Thiếu niên mềm mại dựa vào. Cô, điện hạ, anh đói, sơ tranh đưa đồ ăn cho hắn. Hắn giơ tay ra đón, kết quả không có sực lực gì, thiếu chút nữa làm đổ. Sơ tranh đành phải bưng cho hắn. Trước không nhìn cô, sơ tranh cũng nhìn hắn. Hai người nhìn nhau không nói gì. Cuối cùng trước không thu tầm mắt lại trước, cầm mỗng, tự mình ăn. Một đoạn thời gian kế tiếp, phần lớn thời gian trước không đều ở trong phòng, trừ ngẫu nhiên ra ngoài phơi nắng, hắn cơ hồ vừa mới dưỡng tốt thân thể, thì lại lâm vào vòng nuôi dưỡng tiếp theo. Sơ tranh còn nói là thân thể hắn quá kém, rõ ràng là cô quá phận, trước không không dám chỉ trích cô, chỉ có thể yên lặng ăn nhiều thêm một chút, dưỡng tốt thân thể mình. Điện hạ, anh muốn rời khỏi nơi này, làm gì, anh mơ thấy cha mình, cảm xúc của chức không không tốt lắm. Trở về sao? Em ở đây, anh có thể đi đâu? Trước không nói, anh chỉ là muốn đi gặp bọn họ một chút. Sơ Tranh hài lòng với câu trả lời của Trước không, "Ừ, em đi cùng anh." Trước không hơi kinh ngạc, "Anh, anh sẽ trở về, em không cần đi cùng anh đâu." Anh không ở đây em đói thì làm sao bây giờ? Em làm sao có thể để anh rời đi một mình? Nằm mơ, biểu cảm của Trước không có chút quẫn bách. Cô nói đói bụng còn có ý tứ khác sơ tranh mang chức không rời đi trở lại cố hương lúc ấy ngay cả thi cốt chức không cũng không kịp nhặt cho bọn họ chức không một lần nữa dựng lên bia mộ cho họ cha con xin lỗi từ khi còn nhỏ hắn đã được học cách làm sao để đối phó với huyết tộc nhưng bây giờ chức không đứng trước bia mộ một lúc thật lâu chức không ôm lấy sơ tranh từ phía sau xong rồi anh thích em điện hạ sơ tranh kéo tay hắn ra ánh mắt quét qua hàng bia mộ phía sau sờ sờ đầu hắn em thích anh không thích giữa hai đầu lông mày thiếu niên lộ ra ý cười điện hạ chúng ta trở về đi hắn không cách nào tiếp tục cầm vũ khí trong tay hắn phải bỏ qua thân phận của mình bỏ qua hết thảy theo cô trầm luân trong bóng đêm tô cực không phải huyết tộc thuần huyết hắn là đứa trẻ do bruno và nhân loại sinh ra nhưng chuyện này trừ bruno và hai người anh trai của hắn thì không ai biết nữa thân vương thuần huyết có được một huyết tộc do nhân loại đồng sinh đây là một chuyện rất sỉ nhục bruno cũng không thích hắn luôn nói hắn không nghe lời phản nghịch không chịu quản giáo thế nhưng tô cực biết không phải bởi vì nguyên nhân này mà là bruno cảm thấy hắn do nhân loại sinh ra là sự sỉ nhục của ông ta là nhược điểm không thể đề cập đến khi còn bé tô cực cũng không biết chuyện này hắn vẫn cho rằng bởi vì mình không đủ thông minh cho nên mới không được cha thích như hai người anh trai khác mãi đến khi hắn biết rõ chân tướng sau khi sinh hạ hắn mẹ hắn liền bị bruno xử tử lúc ấy tô cực chất vấn ông ta nếu đã chán ghét con của nhân loại như thế thì vì sao còn để mẹ hắn mang thai hắn bruno trả lời là mẹ hắn chủ động bò lên giường ông ta ở trong mắt huyết tộc nhân loại là đồ ăn bọn họ nuôi dưỡng nhân loại vậy tất thảy của nhân loại đều là của bọn họ cho nên hút máu nhân loại rồi cùng nhân loại làm chút chuyện khác thì cũng không ảnh hưởng gì tới bọn họ tô cực cũng là từ chỗ cha mình mà biết được làm cách nào để nhân loại giảm bớt thống khổ khi hút máu rất nhiều huyết tộc đều sẽ làm như vậy hơn nữa nhân loại cũng không thể tùy tiện mang thai con của huyết tộc nhưng mẹ hắn không giống mẹ hắn có sự đặc thù ngàn dặm mới có thể tìm được một người sau khi mang thai đứa bé mẹ hắn cũng không có nói cho bruno biết vẫn luôn giấu giếm lúc đầu thì còn tốt bụng chưa to lên đợi đến khi bụng lớn lên thì đúng lúc bruno có việc rời đi chờ ông ta trở lại hắn đã ra đời chuyện này làm quan hệ của hắn và bruno bắt đầu đóng băng anh trai hắn bắt đầu khinh thường hắn không hề che giấu trong thân thể có dòng máu của nhân loại ở nơi đó tô cực trải qua rất nhiều chuyện mà nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới về sau phần lớn thời gian tô cực đều ở trên đảo tử vong không lui tới với bọn họ nữa tô cực vẫn cho là mình sẽ ở mãi trên đảo tử vong sống qua một cuộc đời như vậy nhưng mà câu chuyện bắt đầu phát triển theo một phương hướng kỳ quái hắn gặp phải một huyết tộc kỳ quái trên đảo lúc đầu hắn tưởng là người về sau mới phát hiện cô không phải tô cực là một huyết tộc thực dụng đồ cô lấy ra thập phần mê người tất nhiên hắn nguyện ý làm việc cho cô bên người cô còn dẫn theo một cô gái nhỏ nhìn có vẻ rất hoạt bát nhưng kỳ thật giật mình một cái là co lại thành một cục tô lê tên cũng thật đáng yêu tương tự như cái tên của hắn tô lê đặc biệt kinh hãi mỗi lần nhìn dáng vẻ sợ hãi nhưng không dám kêu của cô ấy Tô cực lại cảm thấy chơi rất vui. Lúc đầu hắn xác thực là muốn uống máu của cô ấy. Nhưng trở ngại sơ tranh, nên không tìm được cơ hội ra tay. Rốt cuộc tô cực cũng tìm được cơ hội, đó là ở trong hôn lễ của sơ tranh và chức không. Tiểu nha đầu tưởng dự là nước ngọt, kết quả uống say. Tôi vẫn muốn uống, ngon quá, ngon quá, cánh tay nhỏ của tô lê túm lấy hắn, cho tôi, cho tôi, tôi vẫn muốn uống, anh là người xấu anh dựa vào cái gì mà cướp đồ uống của tôi hắc hắc anh thật là đẹp tô lê giơ tay nhỏ lên sờ mặt hắn nhiệt độ ấm áp của cơ thể nhân loại dường như có thể làm thân thể băng lãnh của hắn ấm lên cũng làm cho nhịp tim của hắn trở nên kỳ quái cô gái trước mặt cũng càng thêm thơm ngọt ngon miệng tô cực cô gái nhỏ chóng mặt đột nhiên chuẩn xác kêu lên tên của hắn tô cực kéo cô ấy ra túm cô ấy ấn lên trên giường nhanh chóng đi ngủ đi. Không muốn, tô lê dãy rụa, tô cực anh là người xấu. Anh là ma quỷ, ô ô ô anh thả tôi ra, anh mà dám động đến tôi, tôi liền nói cho sơ tranh biết, để cô ấy đánh anh, tô lê đột nhiên bắt đầu khóc giống. Tô cực đau đầu, dứt khoát ôm cô ấy đặt lên giường. Tứ chi của cô gái nhỏ quấn lên giống như đang bắt cá, sơ tranh, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà, cô gái nhỏ cứ như vậy ôm hắn. Không khóc không lộn xộn, thanh âm ủy khuất, cực kỳ đáng thương. Tô Cực nhìn cần cổ cô ấy lộ ra ngoài, huyết mạch nơi đó đang nhảy nhót, trong thoáng chốc hắn cũng có thể nghe thấy được. Tô Cực có chút miệng đáng lưỡi khô, dục vọng muốn hút máu càng ngày càng mãnh liệt. Cô gái nhỏ bỗng nhiên ôm lấy hắn, còn cọ sát. Cổ vừa vặn đưa đến bên miệng hắn. Ánh mắt Tô Cực sâu hơn mấy phần. A, à, Tô Lê Lăn từ trên giường xuống phát hiện trên người mình không mặc quần áo, lập tức kéo lấy chăn mền che người mình lại. Thế là Tô Cực trên giường liền xui xẻo, cả người đều bại lộ trong không khí, không mảnh vải che thân. "Anh anh anh, anh làm gì với tôi rồi?" Tô Lê ôm chăn, hoảng sợ nhìn Tô Cực. "Chuyện nên làm đều đã làm." Tô Cực cười ác liệt một cái, cầm quần áo của mình bắt đầu mặc vào. "Anh?" Tô Lê kéo chăn ra nhìn một chút trên làn da trắng nõn tràn đầy vết tích a à, tô cực tên khốn kiếp này cô ấy muốn giết chết hắn ánh mắt tô lê quét đến tấm gương cách đó không xa trên cổ còn có hai dấu răng tô cực anh lưu manh tô lê túm lấy đồ vật bên cạnh đập lên người tô cực anh hỗn đản ai cho anh cắn tôi điện hạ cũng chưa từng uống máu của tôi anh cầm thú hỗn đản lưu manh anh còn anh còn anh đi chết tiểu khả ái đêm qua là em nhào vào ngực anh em đừng không nói đạo lý ôi 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 không thể đập cái kia rất đắt cái kia cũng là đồ cổ bán em cũng không đền nổi em buông xuống em bình tĩnh một chút tô cực xách quần nhanh chóng rời khỏi phòng ngoài cửa phòng sơ tranh chắp tay đứng ở bên ngoài thấy hắn ra lập tức lạnh như băng hỏi mới sáng sớm ồn ào cái gì thế điện hạ tô cực sửa sang lại quần áo ngài giúp ta cản tô lê một chút ta đi trước tô cực chạy cực nhanh tô lê nào dám ra bên trong ào ào một trận sơ tranh vỗ vỗ ngực nhanh chóng trở về phòng xem như mình chưa từng ra ngoài tô cực hùng hùng hổ hổ trở lại lâu đài cổ của bruno bruno chuẩn bị đi ra ngoài vừa vặn đụng chúng tô cực con muốn kết hôn bruno dựng râu chừng mắt mặc dù ông ta không có sợi râu nào nhìn tô cực trước mặt khí thế hung hăng hỏi, với ai, không cần cha quan tâm, con về lấy huyết khế, tô cực đi vào bên trong. Bruno đi theo hắn vào, vội vã hỏi, con kết hôn với ai? Con muốn dùng huyết khế? Về sau con cũng chỉ có thể có duy nhất một người bạn lữ, con điên rồi, con đứng lại. Ta đã nói xong đâu, tô cực đột nhiên chạy mất tâm, tô lê khóc hơn nửa ngày, cuối cùng cặp mắt sưng đỏ lên, lúc ăn cơm cũng còn khóc. Quản gia trong lâu đài cổ có chút nhìn không được, "Tô tiểu thư, ngài đừng khóc nữa." Người bị khi dễ không phải ông, ông đương nhiên không khóc. Tô Lê vừa khóc vừa ăn, quay hàm nâng lên như một chú hamster nhỏ. "Quản gia." Tô Lê khóc đến thương tâm gần chết, Sơ Tranh cũng không dám xuống lầu. Lúc trời tối Tô Cực mới trở về. "Tô Lê." Hai mắt Tô Lê đẫm lệ mông lung nhìn sang, cô gái nhỏ mới vừa rồi còn khóc đến thở không ra hơi lúc này túm lấy đồ vật trên bàn đập về phía tô cực anh còn dám trở về anh bồi thường sự trong sạch cho tôi bồi 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 tô cực bắt lấy tay tô lê đưa lên miệng cắn một cái dưới ánh mắt khiếp sợ của tô lê nắm lấy ngón tay đang chảy máu của cô ấy ấn lên tờ giấy trong tay hắn tô lê trơ mắt nhìn tờ kia giấy biến mất trong không khí trên cổ tay cô ấy xuất hiện một đường vân màu đen bồi thường cho em Tô cực nhớn mày mỉm cười, anh đều là của em. Tô lê, tô cực tôi đánh chết anh, tên khốn kiếp nhà anh, còn dám cắn tôi. Tô lê túm lấy đồ vật bên cạnh đập lên người hắn. Em đừng có quá phận nha, anh làm loại chuyện đó với tôi, ai quá phận, không phải anh bồi thường cho em rồi sao, anh cắn tôi, mà còn nói bồi thường cho tôi. Đầu óc anh có bệnh à? Anh đứng lại, hôm nay tôi phải đánh chết anh quản gia nhìn hai người rượt đuổi nhau ở dưới đại sảnh, có chút thở dài. Tô cực đại nhân muốn ôm mỹ nhân về, còn có một đoạn đường dài phải đi nha. Anh không thể đưa em về nhà, nhưng anh có thể cho em một ngôi nhà, tô cực sao vị diện thứ 14 hoàn tất. Công chúa Điện Hạ, người này không biết tốt xấu như thế, ngài đừng tức giận làm mệt mỏi thân thể. Đúng đấy, cho thể diện mà không cần. Chính hắn tự rơi xuống, không liên quan gì tới chúng ta. Công chúa Điện Hạ, sơ tranh cảm thấy mình đang chìm xuống, dòng nước băng lãnh tràn vào miệng mũi cô. Bên tai nghe được nhiều nhất là bốn chữ công chúa Điện Hạ. Nhưng rất nhanh âm thanh liền đi xa, thiên hạ bị các quốc gia chiếm cứ, quốc gia to to nhỏ nhỏ, không dưới trăm cái. Dưới thời loạn thế, một mảnh đất cũng có thể xưng là quốc gia. Nhưng thiên hạ này, quốc gia có thực lực hùng hậu chân chính, cũng chỉ có mấy nước thế này. Đông Sở Tây Vệ, Nam Tấn Bắc Triệu. Mấy năm trước, vệ quốc cùng Tấn Quốc giao chiến, nhưng vệ quốc đột nhiên nội loạn, không quản nổi tiền tuyến. Dưới tình thế cấp bách, đưa con tin tới để cầu tạm thời ngưng chiến. Con tin mà vệ quốc đưa tới là vị hoàng tử thứ 13 của vệ quốc. Mẫu thân là cơ thiếp không được sủng ái, bị đưa đến Tấn Quốc, có thể thấy được vị hoàng tử này cũng không được sủng ái. Sau khi đến Tấn Quốc, làm con tin, có thể nhận được bao nhiêu tôn trọng, ánh mắt lạnh lùng, châm chọc khiêu khích. Còn có người âm thầm làm ra những tổn thương mang tính thực chất với hắn. Thời gian trôi qua rất khổ. Hơn nữa còn cô độc một mình, ngay cả một người để tố khổ cũng không có. Sau khi con tin sống ở Tấn Quốc 5 năm, vệ quốc đột nhiên nhớ đến, còn có một con tin như thế sống ở Tấn Quốc. Phái người đưa thư tới cũng biểu thị chẳng mấy chốc sẽ tới đón hắn trở về. Có thể trở lại cố hương của mình, đương nhiên con tin rất vui vẻ. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, vệ quốc có mưu đồ khác. Vệ quốc lấy mẫu thân của con tin để áp chế, bắt hắn nghĩ biện pháp thu hoạch được tình báo của tấn quốc. Vệ quốc căn bản không muốn đón hắn trở về, mà là muốn hắn trở thành gián điệp. Mẫu thân ở vệ quốc, con tin có thể làm sao? chỉ có thể thỏa hiệp hết lần này tới lần khác. Nhưng mà kết cục hắn bị tấn quốc phát hiện, lợi dụng hắn đánh cho vệ quốc một đòn. Vệ quốc lại cảm thấy là hắn phản bội bán đứng. Cũng chính lúc ấy con tin mới biết. Ba năm trước, mẫu thân của hắn đã ốm chết. Vệ quốc chỉ tùy tiện tìm một cái lý do uy hiếp hắn mà thôi. Khoảng cách xa xôi, hắn căn bản không có cách chứng thực. Con tin bị nhốt vào đại lao, tấn vệ khai chiến, cuối cùng con tin bị treo cổ ngay trên thành trì giao chiến phơi thây mấy ngày thê thê thảm thảm bi bi thiết thiết mà bây giờ nhóc đáng thương xui xẻo này chính là cô lúc này sơ tranh đang đầu bù tóc rối ngồi bên bờ sông chân vẫn còn ngâm trong nước cô giơ tay sờ soạng đũng quần trống rỗng không có gì cả sơ tranh sờ sờ thêm lần nữa không có lại sờ thêm một cái vẫn không có chấm chấm hoặc kép chấm sơ tranh và vương giả tương đối trầm mặc dựa theo thiết lập thân thể này là một vị hoàng tử hẳn là có nhưng cô không sờ được cũng không thể bị cắt rồi chứ hai tay sơ tranh sờ sờ lên ngực mình mặc dù có chút cứng rắn nhưng không khó nhận ra không giống với nam nhân lắm con tin này là nữ giả nam trang vậy càng đáng thương hơn vệ quốc quả thật không phải người. Lại đưa một tiểu cô nương tới đây làm con tin. Sơ tranh mắng xong dưới đáy lòng, như vậy vấn đề tới, thế này thì bảo cô phản công kiểu gì, hình như không có người nào đặc biệt nha. Đi đến đỉnh cao nhân sinh là coi như hoàn thành nhiệm vụ A tương đương vương giả nhắc nhở. Ồ, chính là phải làm rơi hết toàn bộ đúng không? Không phải. Tiểu tỷ tỷ cô không cần lý giải loạn, ta hiểu rồi, cô thì hiểu cái mẹ gì. Cô căn bản không hiểu, vương giả rất muốn túm lấy bà vai sơ tranh gào thét. Đáng tiếc nó không làm được. Sơ tranh rút chân ra khỏi nước, tùy ý đánh giá xung quanh. Tuyến thời gian bây giờ là trước khi vệ quốc phái người đưa tin tới, nhưng mà cũng sắp. Ngày hôm nay ra ngoài, là một đám ăn chơi chắc táng của tấn quốc rảnh rỗi không có việc gì làm, tổ chức một buổi giao lưu cao cấp, yến hội trên du thuyền. Nguyên chủ bị công chúa tấn quốc kêu đi. Vị công chúa tấn quốc này, kể từ lần đầu tiên gặp nguyên chủ, thì đã không thích nguyên chủ rồi. Có thể là bởi vì nữ nhân trời sinh đã có một loại trực giác, cùng giới thì đẩy nhau. Nguyên chủ nói hai câu không hợp tâm ý của công chúa tấn quốc, đám chân chó bên cạnh, liền đẩy nguyên chủ từ trên thuyền xuống. Nguyên chủ mạng lớn, không bị chết đuối. Nếu như chỉ là người bình thường, thì đó chính là ân oán giữa hai tên trẻ trâu với nhau nhưng nguyên chủ là con tin bỗng nhiên mất tích không thể nghi ngờ sẽ bị đẩy cho tội danh chạy trốn sơ tranh nhìn xuống mặt nước một chút mặt nước trước mắt phản chiếu ra một khuôn mặt rất là sạch sẽ giữa hai đầu lông mày ẩn ẩn có chút khí khái hào hùng không dịu dàng nhu hòa như nữ tử chợt nhìn thấy thì thật sự sẽ không phân biệt ra được là nam hay nữ có chút đẹp trai nha sơ tranh sờ sờ mặt mình coi như hài lòng chỉ là bộ y phục này có chút, nhiệm vụ chính tuyến, mời trong vòng nửa canh giờ, tiêu hết 30 lượng. Phá sản có thể làm cho mình đẹp trai hơn. Tiểu tỷ tỷ cố lên. Sơ tranh, sơ tranh nhéo mình một cái. Cho mi suy nghĩ lung tung này, vương bát đản, con chó điên này luôn tận dụng mọi thời cơ, sớm muộn gì cũng chơi chết nó. May mắn là nơi đám ăn chơi chắc táng này đi du ngoạn cũng không xa, sơ tranh đi không bao lâu đã nhìn thấy cửa thành lúc này sắc trời còn sớm, sơ tranh đi vào cửa thành, tìm một tiệm may thay y phục. Thay y phục xong, vừa bước ra. Khỏi cửa tiệm, tiếng vó ngựa liền truyền đến từ đằng xa. Bách tính dồn dập né tránh. Một đội nhân mã nhanh chóng chạy tới. Gì, đội nhân mã kia dừng lại trước mặt sơ tranh. Thập tam hoàng tử, tướng lĩnh dẫn đầu xuống ngựa, trầm mặt, ánh mắt sắc bén liếc nhìn cô. Ngài muốn đi đâu, dùng chữ ngài nhưng giọng nói kia không nghe ra nửa phần cung kính. Ngược lại càng giống như xem cô là phạm nhân vậy. Sơ tranh đứng trên bậc thang của cửa tiệm, thần sắc hờ hững nhìn bọn chúng. Cơ thể nguyên chủ cao hơn so với nữ tử bình thường, lúc đầu sơ tranh tưởng là nguyên chủ đi giày đế cao ẩn hình. Kết quả cô kiểm tra giày một lần, mới phát hiện nguyên chủ vốn đã cao như vậy. Chiều cao này cùng với dung mạo này, nói thật, đúng là giống như một quý công tử mua y phục cũng không được, thanh điệu hơi thấp, nhưng vẫn tương đối thiên về phía nữ tử. Nhưng những người này nghe được, có lẽ cũng chỉ nghĩ theo hướng là cô tương đối âm nhu mà thôi. Thập Tam hoàng tử, lúc này ngài hẳn nên ở trên thuyền hoa mới đúng. Tướng lĩnh nhìn cô, trên khuôn mặt tràn ngập khinh miệt và coi thường, ngài đây là muốn chạy trốn sao? Ngươi từng thấy ai chạy trốn mà còn đi mua y phục chưa? Công tử trên bậc thang, mặc một bộ trường sam màu tím khoác thêm một kiện sa y màu xanh nhạt, y phục đậm màu, trong nháy mắt liền tăng thêm mấy phần tiên khí. Công tử dung mạo tuấn tú, quanh thân lộ ra khí chất lãnh đạm, giữa hai đầu lông mày dường như cũng tràn đầy vẻ xa cách. Một đôi mắt phượng cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt hơi nhếch lên, lúc nhìn người khác, không khỏi tăng thêm mấy phần sắc bén. Tướng lĩnh đối diện với cặp mắt kia, đáy lòng không khỏi có chút không thoải mái, theo bản năng muốn tránh đi nếu thập tam hoàng tử không muốn chạy thì vì sao lại ở đây một mình ta ở đây chạy đâu sơ tranh hỏi lại ngươi trông thấy ta chạy con mắt nào trông thấy tướng lĩnh vậy vì sao ngươi lại ở đây chỗ nào quy định ta nhất định phải ở trên thuyền hoa ngươi tướng lĩnh bị sơ tranh nói đến không tiếp nổi lời con ngươi khẽ chuyển thập tam hoàng tử ngươi cùng công chúa ra ngoài công chúa chưa về sao ngươi có thể về trước sơ tranh mặt lạnh lùng Tuy ta là con tin, nhưng ta cũng là hoàng tử một nước. Luận thân phận, chính là bình đẳng với công chúa của các ngươi, vì sao ta không thể trở về trước? Thân phận con tin đúng là có chút thấp kém, nhưng đến cùng cũng có danh hiệu của hoàng tử một nước. Tăng thêm vệ quốc không phải đánh không lại tấn quốc. Chẳng qua là bởi vì nguyên nhân nội chính, nên mới đưa con tin tới đây. Thập tam hoàng tử, ta không càn quấy với ngài, mời ngài cùng ta trở về. Tướng Lĩnh lạnh mặt, dùng giọng điệu ra lệnh. Gã không làm gì được thì nhất định sẽ có người làm được, đáy lòng Tướng Lĩnh thập phần khinh thường. Sơ Tranh Đường Đường chính chính gật đầu, "Ừ, ngươi nói rất có đạo lý." "Tướng Lĩnh, cái gì có đạo lý?" Tướng Lĩnh còn chưa nghĩ rõ ràng, công tử đứng trên bậc thang đột nhiên động thủ, "A, à, không đúng, là động cước." Tướng Lĩnh bị đạp lui lại hai bước. Vệ binh phía sau đỡ gã tướng lĩnh sờ ngực không đau lắm nhưng lấy bản lãnh của gã lại bị một tên công tử tay trói gà không chặt đạp lui lại một đoạn xa như vậy thập tam hoàng tử ngươi muốn làm gì tướng lĩnh khó nhịn nổi lửa giận giáo huấn con chó không biết tôn ti một chút sơ tranh khoanh tay lễ giáo của tấn quốc các ngươi thật khiến người ta lau mắt mà nhìn con chó tiểu tử này lại dám mắng gã là chó hai mắt tướng lĩnh phun lửa là ngươi chạy trước ta chạy ánh mắt sơ tranh bình tĩnh như một đầm nước đọng. Ngươi lấy gì để chứng minh là ta muốn chảy? Tướng lĩnh thở hổn hển. Một mình ngươi ở đây, chính là muốn chảy. Ồ, vậy ta chạy cho ngươi xem một chút này. Soạt, sơ tranh thuận tay rút bội kiếm của tướng sĩ bên cạnh ra, chém về phía tên tướng lĩnh. Keng, kim loại chạm vào nhau. Kiếm của tướng lĩnh nằm ngang ngăn chở kiếm sơ tranh đánh xuống. Thập tam hoàng tử, sơ tranh mặt không cảm xúc nhìn gã, bội kiếm trong tay hoạt động, phát ra âm thanh chói tai. Tướng lĩnh theo bản năng muốn cản, ai ngờ sơ tranh lại đạp một cước tới. Tướng lĩnh bị đạp bay, binh sĩ đằng sau đều không đỡ được gã, cùng nhau ngã nhào xuống đất. Tướng lĩnh, người dùng kiếm thì dùng kiếm thôi, động cước làm gì? Sơ tranh trở lại chỗ ở của nguyên chủ, đây là một nơi rất vắng vẻ ở Hoàng Cung của Tấn Quốc. Trừ bên ngoài nhìn còn hơi kha khá ra, thì bên trong đơn sơ đến mức sơ tranh hoài nghi nơi này không phải hoàng cung của tấn quốc sơ tranh vừa đi vào thì bên cạnh có người vén màn lên nhìn ra ngoài thập tam hoàng tử trở về rồi à hắn từ trong rèm đi ra không có chút tôn kính nào mũi vểnh lên trời liếc nhìn cô ngài về quá trễ đồ ăn đã đưa xuống hết rồi nguyên chủ đến tấn quốc vốn mang theo một hạ nhân thân cận hầu hạ đáng tiếc vừa đến tấn quốc nửa năm người kia đã qua đời vì bệnh tật. Người hầu hạ bây giờ là do Tấn Quốc phái tới. Tấn Quốc vốn đã chướng mắt một con tin như cô, liên đới đám kẻ hầu người hạ này đều có thể dẫm cô một cước. Tỷ như tiểu thái dám tên là Tiểu Sơn tử trước mặt này. Ánh mắt sơ tranh chỉ dừng lại trên người hắn một giây, ngươi ăn vụng hay là đưa xuống? Tiểu Sơn tử hơi kinh ngạc. Một người bình thường đến cả cái dám cũng không dám thả sao bây giờ lại dám chất vấn mình chứ? Nhưng mà hắn cũng không sợ. Thập tam hoàng tử, xem lời ngài nói này, ta làm sao dám làm loại chuyện đó, đương nhiên là đưa xuống. Tiểu sân tử ngoài cười nhưng trong không cười, lần sau nếu thập tam hoàng tử cần, thì xin ngài trở về sớm một chút. Người gọi ta gì? Thập tam hoàng tử, tiểu sân tử cổ quái nhìn người trước mặt. Đáy lòng bỗng nhiên có chút là lạ. Luôn cảm thấy hình như có điểm không giống ánh mắt sơ tranh quét về phía hắn ngươi còn biết ta là thập tam hoàng tử ánh mắt kia lạnh lẽo như băng tiểu sơn tử vô thức lui lại một bước lui xong hắn mới phản ứng được mình lại bị ánh mắt của một con tin hù dọa nghĩ đến chỗ này tiểu sơn tử thẳng tắp sống lưng thập tam hoàng tử gọi ngươi một tiếng hoàng tử thì ngươi thật sự cho rằng mình là hoàng tử cao cao tại thượng sao đây là tấn quốc ngươi cũng chỉ là một con tin a à, tiểu sơn tử bị sơ tranh đánh cho một cái lảo đảo đụng vào cây cột bên cạnh tiểu sơn tử sờ chán mình một cái một tay máu ngươi ngươi dám đánh ta ta là chủ ngươi là nô đánh chết ngươi hoàng đế tấn quốc có thể giết ta sơ tranh giọng điệu lạnh lùng tiểu sơn tử sẽ không đáy lòng tiểu sơn tử lập tức dâng lên một cỗ hàn ý hoàng đế tấn quốc đương nhiên không thể giết chết hắn một khi hắn chết vệ quốc bên kia nhất định sẽ mượn cơ hội phát huy tuy nói năm đó tấn quốc hơi chiếm thượng phong nhưng hơn một năm nay vệ quốc vẫn luôn lớn mạnh cuối cùng là ai thua ai thắng còn chưa nói trước được cho nên thập tam hoàng tử của vệ quốc không thể chết cho dù hắn đánh chết một tên thái giám hầu hạ cũng chẳng sao tiểu sơn tử vội vàng quỳ xuống thập tam hoàng tử tiểu sơn tử biết sai sơ tranh giọng điệu lạnh lùng quỳ đi Tiểu Sơn Tử, Tiểu Sơn Tử chừng mắt nhìn bóng lưng sơ tranh, có chút không biết làm sao. Đi ra ngoài một chuyến, sao giống như bị chúng tả vậy, cuối cùng Tiểu Sơn Tử cũng không dám động. Ánh mắt vừa rồi của sơ tranh, làm sao lưng hắn đổ đầy mồ hôi lạnh. Không biết Tiểu Sơn Tử quỳ bao lâu, đột nhiên có binh sĩ xông tới. Hoàng tử vệ quốc đâu, con ngươi Tiểu Sơn Tử sáng lên, từ dưới đất bò dậy, ở bên trong, xảy ra chuyện gì? Binh sĩ đẩy hắn ra, trực tiếp đi vào bên trong bắt người. Tiểu Sơn Tử nhìn sơ tranh đi theo đám binh sĩ này rời đi, trên mặt lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác. Chắc chắn là phạm tội ở bên ngoài. Hoàng cung, tướng lĩnh quỳ, trên mặt đất, trên trán sưng lên một cục thật lớn, nhìn cực kỳ buồn cười. Sau lưng có mấy binh lính quỳ, nhìn qua cũng vô cùng thê thảm. Hoàng đế Tấn Quốc uy nghiêm ngồi trên long ỷ hoàng tử vệ quốc đến, sơ tranh chậm rãi đi vào đại điện kim bích huy hoàng, bước đi như mang theo gió, quanh thân quanh quần khí thế đường hoàng tự tin. Nháy mắt khi tiến vào, liền trở thành tiêu điểm. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song sao. Sao ý để khen một công tử tuấn tú như ngọc, có một không hai. Dùng để hình dung hắn thì quá thích hợp. Sơ tranh ôm quyền, không mặn không nhạt nói một tiếng, bệ hạ đôi mắt của hoàng đế tấn quốc hơi nhíu lại ánh mắt sắc bén rơi trên người cô thanh âm trầm thấp thập tam hoàng tử đây là thế nào biến hóa trên người sơ tranh quá rõ ràng hoàng đế tấn quốc vừa liếc mắt liền có thể nhận ra ngay tăng thêm trước đó những người này đến cáo trạng nói hoàng tử vệ quốc không chỉ muốn chạy mà còn đả thương bọn họ hoàng đế tấn quốc rất rõ ràng vị thập tam hoàng tử này làm gì có chút công phu nào sao có thể đánh bị thương binh sĩ tập võ bệ hạ có ý gì sơ tranh ngước mắt đối diện với ánh mắt của hoàng đế tấn quốc không kiêu ngạo không xiểm nịnh hoàng đế tấn quốc thập tam hoàng tử có khác biệt rất lớn so với lúc trước sơ tranh cho nên biểu cảm của hoàng đế tấn quốc ngưng kết lại một lúc vì sao thập tam hoàng tử đột nhiên lại có biến hóa lớn như vậy điều luật nào quy định tâm tính ta không thể thay đổi ta muốn thay đổi kiểu gì thì đổi kiểu ấy làm phiền ngươi sao? Ăn no rừng mỡ à, hoàng đế tấn quốc lại bị nghẹn một chút. Mặc dù không có luật nào quy định, nhưng đột nhiên có biến hóa lớn như vậy, không phải bị đánh cháo thì chính là chúng ta. Nếu như người bị đánh cháo thì chắc chắn phải cẩn thận bắt trước, không dám rêu rao như thế. Vậy chính là chúng ta, sơ tranh cắt ngang suy nghĩ lung tung của hoàng đế tấn quốc, hôm nay bệ hạ gọi ta tới, chính là để hỏi chuyện này sắc mặt của hoàng đế tấn quốc rõ ràng không tốt nghe nói thập tam hoàng tử muốn chạy trốn không phải ta đang đứng ở chỗ này sao nói mò ý đồ chạy trốn hoàng đế tấn quốc bổ sung thêm hai chữ không phải không có sơ tranh phủ nhận rất dứt khoát đừng nói lung tung sơ tranh tự mình trở về chỗ ở nếu hoàng đế tấn quốc khăng khăng nói cô muốn chạy trốn thì có vẻ hơi ngang ngược vô lý thập tam hoàng tử đánh người sao không có sơ tranh khí định thần nhàn đáp tướng lĩnh quỳ trên mặt đất nghe sơ tranh phủ nhận lập tức giận dữ mắng bệ hạ đây chính là chứng cứ hắn đánh người tướng lĩnh chỉ vào chán mình sơ tranh quét mắt một vòng ta chỉ là một hoàng tử tay trói gà không chặt sao có thể đánh ngươi thành thế này ngươi đừng nói bậy sơ tranh chỉ thiếu viết lên mặt mấy chữ to ta rất yếu ngươi đừng nói xấu ta nữa thôi bệ hạ hắn nói láo. Tướng lĩnh tức giận đến mức cục u trên đầu dường như cũng lớn hơn một vòng. Lúc ấy có rất nhiều người nhìn thấy, bệ hạ có thể tìm người đến hỏi. Đúng, gã có nhân chứng. Sơ tranh, má ơi, thất sách. Không sao, nếu nến lúc đó không được, thì xử lý luôn hoàng đế đi. Tiểu tỷ tỷ, cô không sao nhưng ta rất sao đấy. Bệ hạ, hoàng đế tấn quốc giơ tay, đột nhiên ngăn cản tướng lĩnh. Được rồi có thấy mất thể diện hay không, bệ hạ? Tướng lĩnh không hiểu, rõ ràng chính là hắn, hoàng đế tấn quốc nói, thập tam hoàng tử nói rất có đạo lý, người là một tráng hán, sao lại bị thập tam hoàng tử đánh thành bộ dạng như vậy được, người đừng tiếp tục vô lễ. Có lẽ, bệ hạ, người này nói xấu ta, không biết nên trừng phạt thế nào, sơ tranh thấy đường liền đi. Mấy chữ, đều là hiểu lầm, của hoàng đế tấn quốc kẹt lại trong cổ họng sao ông ta lại có cảm giác như mình đang đào hố cho mình nhảy thế nhỉ phạt hai mươi gậy hoàng đế tấn quốc trầm mặt hạ lệnh tướng lĩnh chấm chấm hoặc kép chấm sơ tranh đi ra khỏi điện tướng lĩnh bị ấn ở ngoài điện đang bị đánh gậy bột bột sơ tranh ra đôi mắt tướng lĩnh đỏ rực phẫn nộ chừng cô phảng phất như muốn lột ra uống máu cô sơ tranh mặt không cảm xúc đi qua ngươi nhìn mặc cho ngươi nhìn ngươi chừng mặc cho ngươi chừng. Ngươi có thể đánh ta à, nhưng rõ ràng hoàng đế tấn quốc có cơ hội kiểm chứng mà ông ta lại không làm, có thể ngồi lên bảo tọa của hoàng đế, chắc chắn sẽ không quá ngu. Vậy thì chính là có chủ ý khác. Rất sợ hãi nha. Quả nhiên vẫn phải xử lý mới bớt phiền phức. Ai? Vương Bát Đản con chó điên này thật đúng là đồ ngu xuẩn. Rất tốt, bây giờ từ ngữ mắng nó lại nhiều thêm một cái. Đáng ghét thật nhưng lại không thể đánh cô vương giả niệm mấy lần chuẩn tắc phải mỉm cười phục vụ nhiệm vụ chính tuyến mời trong vòng một canh giờ tiêu hết một ngàn lượng bạc trắng phát cái nhiệm vụ để bình tĩnh một chút đi sơ tranh tướng lĩnh bị đánh gậy xong được mang vào bệ hạ tướng lĩnh đau đến không chịu được nằm sấp trên mặt đất chuyện ngày hôm nay sao gã lại phải chịu ăn gậy gã nghĩ mãi mà cũng không rõ đáy lòng ái khanh không phục. Hoàng đế tấn quốc hỏi. Bệ hạ, thần không? Rõ, tướng lĩnh nói. Hoàng tử vệ quốc này, có biến hóa rất lớn. Hoàng đế tấn quốc không rõ ý vị nói. Chuyện ngày hôm nay, người cẩn thận nói lại một lần cho chậm nghe xem. Tướng lĩnh không dám không nghe theo. Rất cung kính kể lại câu chuyện một lần. Hắn vốn nên ở trên thuyền hoa của công chúa. Hoàng đế tấn quốc nói, thuyền hoa đã ra khỏi thành. Nếu như hắn thật sự muốn chạy thì trở lại làm gì? Tướng Lĩnh coi như hắn không có ý định chạy. Vậy hắn đánh người thì sao? Hoàng tử vệ quốc đến Tấn quốc được mấy năm rồi? Bẩm bệ hạ, 5 năm. 5 năm. Năm, năm, người từng thấy hắn động thủ lần nào chưa? Chưa từng. Hôm nay hắn có biến hóa rất lớn, hoàng đế Tấn quốc ngừng một lúc, rất cổ quái. Vệ quốc bên kia nửa năm này có không ít động tĩnh, người phái người nhìn chằm chằm vào hắn bệ hạ cảm thấy vệ quốc bên kia liên hệ với hắn sao tướng lĩnh lần này ngược lại vô sự tự thông lĩnh ngộ được tinh túy đừng đánh rắn động cỏ xem hắn muốn làm gì hoàng đế tấn quốc nói một con tin không đáng sợ thứ chân chính cần phải lo lắng chính là vệ quốc sau lưng hắn vệ quốc có thể lợi dụng con tin này thì ông ta cũng có thể lợi dụng tiểu sơn tử chờ ở trong cung điện vừa rồi hắn nghe được nghe nói là con tin có ý đồ chạy trốn bị người ngăn lại rồi còn đánh cả người tiểu sơn tử nghĩ thầm lần này nhất định hắn sẽ bị trừng phạt vốn cho rằng sẽ nhìn thấy con tin thoi thóp trở về sau khi bị trừng phạt dù không đến mức đó thì cũng phải thất hồn lạc phách kết quả hắn không nhìn thấy con tin thoi thóp cũng không thất hồn lạc phách mà ngược lại là trông thấy con tin cầm trong tay không ít đồ tốt khí định thần nhàn thản nhiên tự đắc trở về không có việc gì, sao lại không có việc gì được? Hơn nữa hắn lấy đâu ra nhiều đồ như vậy, chẳng lẽ là bệ hạ ban thưởng? Không thể nào. Đáy lòng Tiểu Sơn tử có đủ các loại suy nghĩ bay loạn. Sơ Tranh nhìn cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp trở về phòng. Tiểu Sơn tử đi đi lại lại hai vòng ở trước cửa phòng Sơ Tranh, đáy lòng nghi hoặc và thấp thỏm đan xen. Tiểu Sơn tử, Tiểu Sơn tử hơi kinh ngạc. Mấy giây sau mới đẩy cửa phòng ra đi vào trong phòng hơi tối tiểu sơn tử chỉ nhìn thấy một hình dáng mơ hồ ngồi trong bóng tối làm cho người ta không nhìn thấy rõ ràng nhưng một thân khí thế này so với công chúa và các hoàng tử của tấn quốc thì cũng không kém hơn bao nhiêu lòng bàn chân tiểu sơn tử đột nhiên lạnh căm căm giống như có một làn gió lạnh vọt vào thân thể thập tam hoàng tử ngươi là người của ai thanh âm của thiếu niên ngồi trong chỗ tối hơi trầm thấp sâu kín lưu truyền khắp gian phòng nhiệt độ trong phòng dường như cũng hạ xuống không ít. thập tam hoàng tử nô no. tài là người hầu của ngài tiểu sơn tử trả lời rất nghiêm chỉnh. lạch cạch có thứ gì đó rơi xuống mặt bà tiểu sơn tử bị âm thanh kia làm cho căng cứng cả thần kinh. thịch 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 bên tai là tiếng tim đập cực nhanh của hắn. hắn không khỏi nghĩ đến trước đó lúc đối mặt với con tin mà hắn chưa từng để vào mắt này sự sợ hãi từ từ sâu trong nội tâm Lan tràn ra. Giống như dây leo quấn lên trái tim, không thể thở nổi. Người là người của ai? Giọng nói bên kia lại vang lên. Không khí trong phòng tự hồ cũng ngừng lưu chuyển, cảm giác áp bức làm trên trán tiểu sơn tử không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Mồ hôi chảy xuôi theo gương mặt, từ cằm giọt xuống mặt đất. Bịch bịch, hai chân tiểu sơn tử mềm nhũn, quỳ dạp xuống đất giọng nói của hắn run rẩy thập tam hoàng tử nô tài nô tài là là người của công chúa điện hạ bóng dáng bên kia chậm rãi đứng dậy bóng ma dần dần biến mất lộ ra mặt mày cực đẹp của thiếu niên thân hình của cô có chút đơn bạc cái bóng hắt lên trên tường càng có vẻ thon dài tựa như quỷ mị tiểu sơn tử có cảm giác thứ mình đang đối mặt không phải là người mà là ác quỷ nơi địa ngục ác quỷ lên tiếng công chúa nào công chúa vân lan tiểu sơn tử cúi đầu không dám nhìn người trước mặt công chúa vân lan chính là vị công chúa tấn quốc vốn không thích mình kia khó trách dù nguyên chủ làm gì cũng có thể gặp phải công chúa tấn quốc trăm phương ngàn kế gây chuyện hóa ra là có người mật báo sơ tranh hơi suy tư cầm đồ trên bàn lên ném tới trước mặt tiểu sơn tử ngươi muốn mạng hay là muốn tài tiểu sơn tử đồ trang sức đập xuống trước mặt hắn một mảng ánh vàng rực rỡ trói lóa hoa mắt gian phòng yên tĩnh gần một phút tiểu sơn tử giơ tay nhặt đồ trang sức trên mặt đất lên cúi đầu xuống về sau nô tài nghe theo chủ tử sơ tranh ngồi trở lại hững hờ hỏi đám người công chúa vân lan trở về chưa chuyện này hắn làm sao mà biết chứ khát vọng sống sót làm tiểu sơn tử lập tức nói nô tài lập tức đi nghe ngóng Công chúa Điện Hạ, người nói con tin kia sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nếu hắn chết, thì có thể gây ra phiền toái gì không? Người đi đầu tiên chính là một nữ tử, cũng chỉ tầm 16 tuổi, tư thái đoan trang yêu nhã, khí chất xuất trần. Bây giờ mới biết sợ. Lúc ấy khi các ngươi đẩy hắn xuống, sao không thấy các ngươi sợ hãi? Công chúa Điện Hạ cao ngạo liếc mấy người kia một cái. Mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau lúc ấy bọn họ cũng không nghĩ nhiều như vậy sau đó chơi quá vui nên quên mất người luôn nhưng bây giờ trở về trông thấy hoàng thành sừng sững nguy nga cách đó không xa bọn họ mới hậu chi hậu giác nhớ ra tốt xấu gì đó cũng là hoàng tử vệ quốc công chúa điện hạ lúc ấy chúng ta công chúa điện hạ phía sau có người đuổi theo những người kia lập tức ngậm miệng chờ người phía sau hàn huyên xong rời đi công chúa Điện Hạ thấy dáng vẻ của mấy người đồng bạn, mới chậm gì gì nói, yên tâm đi, hắn biết bơi. Lại nói, coi như hắn không biết, thì các ngươi chỉ cần nói hắn chạy trốn là được. Con người của mấy người kia lập tức sáng lên. Vẫn là công chúa Điện Hạ thông minh. Con tin chạy trốn, chuyện này không liên quan đến chúng ta, công chúa Điện Hạ cao minh. Đối mặt loại thổi phồng này, công chúa Điện Hạ rất hưởng thụ. Công chúa Điện Hạ muốn hồi cung, những người còn lại cũng tự mình hồi phủ bởi vậy rất nhanh liền mỗi người đi một ngả trong đó có hai cô nương tiện đường nên cùng nhau trở về ai ngươi nói xem rốt cuộc là vì sao công chúa điện hạ lại chán ghét con tin kia như vậy một cô nương trong đó tò mò bát quái ta làm sao biết được dù sao ta cũng không thích con tin kia âm âm nhu nhu một chút khí khái nam tử cũng không có vẫn tốt mà kỳ thật dung mạo của hắn rất đẹp mắt ngươi thích hắn à làm sao có thể ngươi đừng nói lung tung sao ta có thể thích hắn được hai tiểu cô nương nói nói bỗng nhiên yên tĩnh lại bọn họ đồng thời quay đầu người đâu hạ nhân vừa rồi còn đi theo sau bọn họ lúc này không thấy một ai cả có phải là lạc chỗ chợ đêm lúc nãy rồi không một cô nương trong đó nhíu mày chúng ta cũng không đi nhanh lắm mà một cô nương khác nghi hoặc sao ta lại cảm thấy hơi rợn tóc gáy nhỉ đi nhanh đi sắp tới nhà ta rồi lát nữa ta phái người đưa ngươi trở về ừ hai cô nương càng đi càng nhanh người đi trên đường dần 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 ít đi mắt thấy là sắp đến phía trước bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen hai cô nương hoảng hốt thét lên quay người muốn chạy nhưng vừa quay người hai người bỗng thấy hoa mắt đồng thời ngã xuống đất điện hạ kia hình như là thiên kim nhà lưu thị lang ở góc tối của lầu các phía trên cửa sổ mở ra một đường nhỏ dễ dàng trông thấy hoàn cảnh phía dưới có người đang kéo lấy hai cô nương kia đi vào trong một con hẻm nhỏ thiếu niên tựa vào bên cửa sổ hơi nhớn mày giống như cười mà không phải cười nói vậy thật đáng tiếc điện hạ chúng ta không nếu ngươi muốn cứu thì tự mình đi cứu đi ta không đi ta và lưu thị lang không thân thiếu niên đóng cửa sổ lại ngồi trở lại chiếc bàn bên cạnh nhìn qua cái bóng đang đánh đàn phía sau rèm lui xuống khó nghe muốn chết tiếng đàn dừng lại cái bóng xinh đẹp bên đó hoảng loạn rời đi điện hạ thiếu niên rót rượu trần phi nếu ngươi rảnh rỗi quá thì xuống dưới tìm một cô nương vui chơi đi tinh lực phải đặt trên chính sự đi đi trần phi tầm hoa vấn liễu mà là chính sự hả trần phi nhìn thiếu niên bất động thở dài chắp tay lui ra khỏi phòng thiếu niên để bầu rượu xuống, liếc mắt nhìn cửa sổ một chút, rồi bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Rượu trượt xuống theo chiếc cằm trắng nõn của hắn, lăn xuống vạt áo, thấm ướt một mảnh nhỏ. Hoàng tử vệ quốc, trước kia sao lại không phát hiện lá gan của hắn lớn như vậy chứ? Thiếu niên lẩm bẩm một tiếng, giọng điệu giống như hàm trừ ý cười. Làm cho người nghe có một loại cảm giác cực kỳ cưng chiều Tiểu Sơn Tử kinh hồn táng đảm trói chắc tất cả mọi người run bần bật trong gió hắn vạn vạn không nghĩ tới vừa mới nhận chủ ngày đầu tiên đã cùng vị chủ tử mới làm loại chuyện phát dồ này đám này mẹ nó đều là con cái của những vị đại thần có quyền thế trong triều nếu để cho người ta phát hiện được thì dù hắn có chín cái đầu cũng không đủ mà chém nhưng nếu hắn không làm thì sẽ lập tức bị vị chủ tử mới nhậm chức này xử lý lần đầu tiên tiểu sơn tử phát hiện làm người xấu thật khó Chủ tử, tiểu sơn tử trông thấy sơ tranh tới, nhanh chóng chạy tới nghênh đón. Ngài, đây là, công, công chúa điện hạ, thấy rõ người trong tay sơ tranh, tiểu sơn tử suýt quỳ xuống. Lần này thì hắn có hai trăm cái đầu cũng không đủ chém. Sơ tranh ném công chúa Vân Lan đang hôn mê xuống đất, âm thầm xoa xoa cánh tay của mình. Công chúa Vân Lan cũng quá nặng rồi. Ép tới ta mém chút không thở nổi, tiểu tỷ tỷ, mới nhìn thẳng vào sự thật rằng thân thể này của cô thật sự rất yếu gà. Ta yếu, rõ ràng là nàng ta quá nặng. Sơ Tranh kiên quyết không thừa nhận mình yếu, không yếu không yếu, nhưng ta bảo cô phá sản, cô lại phá kiểu quái gì đây? Sơ Tranh mặt lạnh lùng, thuốc mê không phải dùng tiền mua sao? Dây thừng không phải dùng tiền mua? Thuyền không phải dùng tiền mua? Có thứ nào mà ta không dùng tiền đâu? Cầm nhiều tiền như vậy đi mua những vật này, ta rất cố gắng Tiểu tỷ tỷ, không phải cho cô mua dụng cụ gây án đâu. Vương giả sụp đổ gào thét. Sơ Tranh tiếp tục mặt lạnh lùng, ta tiêu xài là được. Mi còn quản ta xài thế nào nữa à? Ngon thì mi tới thử xem. Không thể chiêu vào, không thể chiêu vào. Sơ Tranh bảo Tiểu Sơn Tử chuyển người lên trên thuyền. Đám chó chết dám đẩy ta xuống nước, tưởng ta dễ bắt nạt chắc? Công chúa mất tích, toàn bộ hoàng cung rối loạn rất nhanh liền có đại thần kịp phản ứng mấy đứa trẻ nhà bọn họ cũng chưa trở về nhà hoàng đế nổi trận lôi đình cho người lục soát toàn thành phải tìm được công chúa hoàn hảo không chút tổn hại mang về lần lục soát này chính là lục soát cả một đêm tiểu sơn tử không dám chợp mắt nghe thấy bên ngoài có tiếng gió thổi cỏ lay cũng bị dọa đến run rẩy cả người bây giờ hắn mới biết trước kia hắn lấy tư cách gì mà được xem là người xấu chứ đó cùng lắm cũng chỉ là náo loạn nho nhỏ mà thôi trong kinh hãi liên miên cuối cùng cũng nhịn được đến hừng đông các đạo nhân mã tìm kiếm suốt một đêm rốt cuộc cũng tìm thấy công chúa điện hạ và mấy tên trẻ châu khác bọn họ lơ lửng trên sông được ngư dân phát hiện cứu lên bờ công chúa được đưa về cung bệnh nặng một trận cũng mơ mơ màng màng không nói rõ tại sao mình lại ở trên mặt sông mấy người khác đều bị dọa cho phát sợ trong hoàn cảnh người ngã ngựa đổ, quả thực không thể điều tra ra là ai ném bọn họ xuống sông. Có người nói trông thấy một cái bóng đen, chỉ thoáng qua rồi biến mất nên không nhớ rõ gì cả. Cách nói này rất nhanh liền lưu truyền ra, đều nói bọn họ gặp phải quỷ. Người ngoài không bị hù đến, nhưng ngược lại dọa cho mấy người bị hại đến sợ run. Trong lúc nhất, thời Hòa Thượng đạo sĩ ra vào khắp các phủ đệ, bùa của phật gia và đạo gia đều dán lung tung khắp nơi sơ tranh chậm rãi uống trà tiểu sơn tử cẩn thận nói tin tức bên ngoài mấy ngày gần đây hắn xem như đã nhìn ra được vị thập tam hoàng tử này thật sự không hề giống lúc trước trừ gương mặt kia ra thì không hề có một chỗ nào giống như thập tam hoàng tử khi trước nữa nhưng cô cũng không làm gì mỗi ngày chỉ uống chút trà hoặc là xem sách rồi phơi nắng thêm một chút cơ hồ là cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước yên tĩnh giống như nơi này không có người ở vậy